Ông tới đây có chuyện gì? Công việc dạo này vẫn ổn chứ? Ông tò mò chuyện đó mà mò tới tận đây à? Tại sao vậy? Lần này không xài mấy thằng đầu gấu nữa à? Thử lôi tôi tới nhà kho nữa đi. Thử làm một lần nữa coi. Chính vì vậy mà mày gửi thư để hù dọa tao à? Thư hù dọa gì? Tao đang nói tới lá thư hù dọa mà mày gửi cho vợ ông Đạt. Nè, thư gì chứ? Ông nói năng điên khùng đủ chưa? Hay mày muốn kiếm tiền xài? Nếu vậy thì cứ nói thẳng đi, mày cần bao nhiêu? Tao phải chung cho mày bao nhiêu thì mày mới chịu cắt đứt nhân duyên với nhà Thành Đạt hả? Không giết được tôi, bây giờ ông chuyển qua dùng tiền. Ông tưởng tiền có thể giải quyết được tất cả mọi thứ hay sao? Vậy mày nói đi, mày cần bao nhiêu? Ông không nghe tôi nói sao? Không phải tôi đã nghe theo lời ông, cắt đứt mọi quan hệ với cái nhà đó bao lâu nay rồi sao? Cái đêm cách đây 12 năm trước, tôi đã bước ra khỏi cái nhà đó. Tôi đã thề sẽ không bao giờ quay trở lại. Mười mấy năm trời lưu lạc, ông không thấy là tôi không bao giờ quay về xin ba tôi một đồng cắt nào hay sao? Ông không thấy hay sao mà bây giờ còn nói tôi về tống tiền hả? Vậy là mày không gửi lá thư cho chị Khuê à? Nếu như tôi muốn, tôi đã trở về chỉ thẳng mặt các người trước mặt ba tôi rồi. Không bắt mớ gì tôi phải gửi thư hết. Từ giờ ông thôi đi. Nếu như ông mà còn tiếp tục làm phiền tôi nữa thì tôi sẽ không nhìn nữa đâu. Một khi thằng Hữu Nguyện này không nhìn, ông sẽ không lường trước được là tôi sẽ làm cái gì đâu. Mà tôi cũng sắp hết nhìn nổi rồi đó. Phải cô níu với hai bàn tay ai ơi.